Dạ dệt, để ta cho người coi túy quyền của ta nè. Túy quyền. Với người thì là chán quá. Thôi ta đi tìm thằng ở trong đó nha. Ai à? Ê. Ai? Giao dịch. Chuyện gì? Ta đánh với người nè. Ê, người còn đánh nổi hay sao? Sao đánh không nổi? Nè, người coi nè. Ôi. Ấy da, đánh ta. Đã nói người đánh không lại mà. Giao dịch. Chuyện gì? Người đánh cho ta đi. Ta không đánh nữa. Ê, người chỉ định phải đánh cho ta. Thiệt là tức quá. Người đã đánh thiệt hả? Thiệt. Ăn đồ xong mới tập tiếp nha. Đây. Nè, gần đây thằng khỉ già đó như là có thù với ta vậy, càng đánh càng hung. May là ta còn chống nổi, nhưng mà ngươi phải chịu khó tập tiếp nha. Ta chỉ ngờ ngươi thôi đó. Tiểu tử à, ta thiệt thấy có lỗi quá. Người nói cái gì vậy? Coi bộ Thiếu Long cậu thế, ta tập không nổi nữa đâu. Tại sao? Có lẽ vì ta tư chất kém, hay là vì không đủ thời gian. Nè, ngươi thì không lánh ngồi được chút nào sao? Trong 13 thứ bộ pháp, ta chỉ tập được một thứ mà thôi. Bộ người muốn bỏ cuộc hay sao? 4 ngày nữa là 15 tháng 7. Nói trong 4 ngày, ta làm sao hoàn thành được 12 thứ bộ pháp? Ê, trong thời gian khẩn cấp này, bộ người muốn bỏ cuộc hay sao? Trong 4 ngày ngắn ngủi như vậy, ta có thể làm được gì chứ? Ê, dù chỉ còn 4 canh giờ, vẫn còn chưa tuyệt vọng mà. Dù người không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho Võ Đan và Lục Đan chứ. Hãy để trông cậy vào người đó. Không sai, ta không thể ngồi nhìn họ bị chết đâu. Đúng vậy, ngươi hãy ráng tập đi, ngươi nhất định sẽ thành công mà. Được, ta phải tiếp tục tập. Tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không sai, thằng khi giờ đó nhất định sẽ bị ngươi đánh gục mà.
sáng rồi. Thức dậy mau. Ta ngứa tay à. Ta phải đánh lộn rồi. Bê. Thiệt là tức quá. La như vậy mà không chịu ra. Được. Để ta đi và bắt hai người ra đây. Sao vậy gia dịch? Chỉ có một mình ngươi đã sợ. Thằng kia đâu mất rồi? Ai, hắn còn chưa khỏe lại. Đi tiêu cả đêm mà khiến ta suốt đêm ngủ không được. Tiêu chạy mấy bữa này chưa hết sao? Ai, mấy chuyện này bọn ta gạt ngươi sao? Không tin thì vô coi đi. Thôi được, để ta vô coi thử. Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Nè, giao trước nha. Người muốn vô thì vô đi. Ở trong bẩn thỉu lắm đó. Người ráng lo liệu nha. Vậy hả? Vậy thì để cho đó tiêu trả thêm vài ngày nữa đi. Mãi thiệt, mãi thiệt. Mãi là còn có người đó. Nè, nghỉ một ngày có được không? Không được. Người muốn làm biến hả? Ơi, như là kiếp trước đã có nợ với ngươi vậy. Đừng có nói nhiều nữa. Ra đây với ta. Thế. Đi. Từ chỗ này càng bước qua chỗ càng, từ chỗ càng làm sao tới chỗ cồn đây. Thiên Long cụ thể của mình. Tiếp đi nha. À, đậu nín dậy. Ứng cứ phải tôi tay. Thôi được. Được rồi. Đi. Ôi, còn đánh nữa sao? Ta đánh 7 lần với ngươi rồi. Từ lúc trời sáng cho đến sắp tối rồi. Bây giờ còn đánh với ta nữa. Bộ muốn lấy mạng ta sao? Ta thiệt biết cười giấc chợ quá rồi. Nhưng mà vậy đi nha. Chịu khó một chút. Đánh luôn một lần này. Còn đánh nữa, không đánh. Ta cho ngươi biết nha, nếu ngươi còn ép ta thì ta đập đầu vào đất. Nếu như ta chết đi, đâu có ai đánh với ngươi nữa. Ê, ngươi hăm dọa ta hả? Bây giờ ngươi có đánh không? Đại trưởng phu nói không đánh là không đánh. Được. Coi như ta sợ ngươi đi hả? Bữa nay thì trời tới đây thôi nghe chưa. Nè, bây giờ ngươi về nghỉ để dưỡng sức trở lại cho. Ngày mai rồi đánh tiếp với ta. Ngày mai là tính sau. Vậy nha. Giờ mất dịch. Đây là Thiên Long cậu thế rồi. Gần từ từ. Ngươi
Ngươi có sao không hả? Không sao. Nè, bộ pháp gì là con ngươi lại vậy hả? Tiểu tử à, đây là Thiên Long Cẩu Thế đó. Có gì? Ngươi đã thành công rồi. Ngươi qua đây. Ngươi coi kìa. Hả? Sao có nhiều dấu chân vậy? Ta còn thấy lạ lắm. Thiên Long Cẩu Thế đã thất truyền từ lâu rồi. Ai để lại cho ta? À, có thể là như trong mấy câu chuyện vậy. Có một cao nhân đem tuyệt quyết của mình để lại đây. Không chừng ở đây có biết cấp với bảo kiếm đâu. Không có đâu. Nếu ổng để lại dấu chân mình ở đây bấy lâu, sao lại không biết chứ? Vậy tại sao đây hả? Ta đang nghĩ tối qua rồi. Người thử lúc mình ngủ mê đã đi vô đây rồi. Nếu có người vô đây sao mình không biết chứ? Người mới biết Thiên Long Cẩu Thế thì võ công của hắn cũng phải cao lắm đó. Ê, mặc kệ hắn là ai. Ê, bây giờ người đã tập được Thiên Long Cẩu Thế rồi, mình ra ngoài đánh gục cái thằng khỉ già kia rồi mình lên võ đan. Tuy bây giờ ta luyện thành công, nhưng ta nghĩ bây giờ còn chưa phải đối thủ của hắn đâu. Như vậy phải làm sao? Hay là vậy đi, tối nay ta tập thêm một đêm, sáng mai đi đánh với hắn nha. Ngươi bị bệnh mấy bữa nay võ công tiến bộ nhiều đó hả? Thì vậy chứ sao, bữa nay cũng đòi chơi với chúng tôi, bữa nay cho ngươi hết chơi. Tôi đại ca, bữa nay cho anh đi một thiết làm cụ thế. Hồ, hay 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 hay. Võ công cũng khá lắm, nhưng mà còn thiếu